Vâng. À, xin chào cả nhà. Hôm nay em Hằng lại quay test một cái đầu đờ lông. Vâng, con này là con CD VK1500 nhé. Vâng, có cả khiển đấy ạ. À, đầy đủ cho bạn Bình ở Phú Thọ nhé. À, cái đầu như thế này thì nó kèm theo một cái dây rắc giải mã từ trên mạng xuống, và một cái đĩa CD mới hộp, và một cái dây AV và một cái dây rắc cắm điện thoại. Thì tất cả cái này là nó gói gọn trong một cái đầu như này nhé. Và hôm nay thì bạn Bình chuẩn bị nhận hàng nhé. À, đây để hướng dẫn qua cho bạn Bình này. À, đây là đang này. Cái này là đang chạy Optobica này. Là từ trên mạng xuống này. Từ trên mạng này. Đấy, cắm cái dây là từ trên mạng xuống nhá. Đây bạn Bình ơi, đó. Cái dây là xám này, là cắm vào cái đường Optobica này, từ trên mạng xuống này. Và một cái dây bên tay phải này là cắm xuống âm ly. Còn cái dây ngoài cùng là cắm điện thoại nhá, hoặc là đầu đĩa. Đó. À, đây từng chức năng nhá. À, bây giờ này, nếu mà không muốn dùng cái này nữa thì stop này. Stop, và đây là cái Optobica là từ trên mạng xuống nhé, thì là ấn cả hai này, thì là thường là ấn cả hai xuống như này, đây cả hai như này này, ấn cái đầu này và cái rách này với cả cái play, ấn làm sao mà cả hai cái là nó đều vào thì sẽ chuyển cửa, chuyển cổng nhé. Đây, ấn như này luôn này, đấy, ấn cả hai như này luôn này thì nó sẽ chuyển này. Chuyển cái này là cái tốp lại đấy nhá. Đây là cái Optobica này. Đấy. Thì sẽ là chuyển này. Đây này. Đây là ấn hai cái, ấn rách và ấn play. Thì nó sẽ cho là chuyển cái từ trên trên tivi xuống này. Đó. Quên nhau đừng để cho nhau. Nếu mà không dùng cái Optobica nữa, Optobico nhá, thì bây giờ là tốp này, tốp lại này, và ấn input này, nó sang cái phần analog này, là cái phần từ điện thoại xuống hoặc là từ đầu, thì sẽ ấn lại vẫn rách, và ấn play này, ấn rách này, play này. Đấy, thì đây là từ đây đấy, đây là từ đầu này. Đó, đây là đang chạy từ đây xuống nhá. Đây này. Đó, đang chạy điện thoại xuống này. À, mà không chạy cái đồ này nữa này thì có thể là tốp này. Tốp và chạy đĩa này. Đây là đĩa nhá. Phần đĩa này thì đây là đĩa mới nhá. Đấy, Asia. Cái này nó có 4 5 đĩa cơ. Đó. Thì các bạn muốn lấy đĩa như thế này thì liên hệ với cơ sở 2. Đĩa vào này. À, cái đầu này thì nó chạy phần bên CD này, còn bên này thì nó có phần rách, phần ghi thì em Hằng cũng chưa thử bao giờ. Anh em muốn test thì cứ về tự test nhá. Đây là bật này, play này. Play là nó vào bài 1 luôn. Anh em mà muốn lấy thì cứ liên hệ bên em Hằng shop của cơ sở 1 Âm Thanh Khánh Hằng Hà Nội nhé. Thì sẽ có được chi tiết này, những cái hình ảnh này. Và trước khi gửi thì có một cái bản test clip gửi cho anh em, và một series và một cái đầu đó cho anh em nhé. Và tất cả thì anh em liên hệ cho bên cơ sở 1 0912 57 2434 nhé. Đây cái đầu này của bạn Bình chuẩn bị nhận hàng giúp nhé. Mình ở Phú Thọ. CD và kem giải mã không cần đĩa mồi. Vâng.
cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn bạn Bình nhé.